Miền Đông kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo này. Trên video thì quý cô chú anh chị và các bạn đang xem là một số hình ảnh về cái cây dừa cạn. Đây là một cái loại kiểng trang trí, nó có hoa rất là đẹp và cái sức sống của nó thì cũng rất là mạnh. Loại kiểng trang trí này thì được trang trí trong các sân vườn hoặc có thể trồng để treo trên các giàn hoa cũng rất là đẹp. Quý cô chú anh chị và các bạn cũng có thể tìm mua cái loại hoa kiểng này tại các cửa hàng hoa kiểng rất là dễ dàng. Cái loại dừa cạn này thì nó có nhiều màu, trong đó cái màu hồng này là cái màu truyền thống khá là phổ biến. Như đây thì quý cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy cái cây dừa cạn này nó mọc từ một cái vết nứt của cái sân đan, nhưng mà nó vẫn đang phát triển rất là tốt, nó ra cũng khá là nhiều hoa, cái sức sống của nó rất là mạnh. Cái loại kiểng này thì cũng không có cần phải chăm sóc nhiều, nhưng mà cái loại dừa cạn Thái thì cái loại đó sẽ cần chăm sóc nhiều hơn cái loại này. Ngay vị trí này quý cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy có một cái số trái của cái hoa dừa cạn này, nó sau khi cái hoa tàn nó sẽ hình thành được cái trái như thế này, và cái trái nó sẽ bung ra có những cái hộp màu đen ở đây để tạo nên những cái cây con mới. Loại kiểng này thì trồng cũng khá là dễ, nó phát triển cũng rất là nhanh. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.